Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh podcast The Workaholic cùng với Trang. Gần đây thì chúng ta chắc hẳn cũng đã đọc rất nhiều các bài báo về thu nhập khủng của các freelancer rồi đúng không? Và những người làm việc tự do trong một số lĩnh vực nào đó như mình được biết là từ marketing này, content này, thiết kế cho đến lĩnh vực nhân sự của chúng mình. Về nhân sự thì chúng mình có thể làm tuyển dụng freelancer, rồi có tư vấn tái cấu trúc, setup cho một doanh nghiệp hay là tổ chức nào đó, và cả một mảng việc rất là hấp dẫn đó là tư vấn hướng nghiệp. Và hôm nay mình đã mời được một khách mời rất đặc biệt, người hiện tại đang là chuyên viên tư vấn hướng nghiệp, tư vấn cá nhân một một dành cho những ai đang có băn khoăn về định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm một công việc phù hợp cho bản thân mình, chọn ngành hay là chọn trường. Thì ở đây mình có Tuấn Anh. Chưa hết thì Tuấn Anh đang là tác giả của 5 cuốn sách về hướng nghiệp và phát triển bản thân, và còn rất nhiều những cái công việc hoạt động thú vị khác mà Tuấn Anh đã và đang thực hiện. Cái này thì mình cũng đã theo dõi rất là nhiều thời gian trước đây rồi, và phần này cụ thể hơn thì để cho khách mời giới thiệu thêm được đến thính giả của The Workaholic trong podcast này được không? Và chào Tuấn Anh, cảm ơn Tuấn Anh đã có mặt tại đây ngày hôm nay, và Tuấn Anh ơi hãy giới thiệu dùm chị thêm về Tuấn Anh cho các bạn được nghe nha. Dạ, em chào chị Trang và chào tất cả các bạn của podcast The Workaholic. Thì mình tên là Tuấn Anh, hiện tại thì mình đang làm tự do toàn thời gian. Mình làm nhiều công việc khác nhau. Thì công việc chính của mình như chị Trang có giới thiệu thì mình làm về tư vấn và đào tạo hướng nghiệp. Chủ yếu là khoảng chiếm khoảng 70% về thời lượng công việc của mình, tức là mình làm về tư vấn một một, nói chuyện một một, coaching một một dành cho những cái người mà đang có vấn đề trong nghề nghiệp. Có thể là các bạn học sinh, các bạn sinh viên hoặc là những người đi làm. Và mình làm về đào tạo về kỹ năng hướng nghiệp cũng như là tìm việc trong các trường đại học. Thì mình còn đang là giảng viên thỉnh giảng của một số trường đại học ở trong Sài Gòn, có Đại học Văn Lang và thi thoảng làm khách mời cho một số các trường đại học khác. Thì đấy là công việc chính của mình. Ngoài ra thì mình có một vài công việc phụ, và công việc phụ mà nó chiếm khoảng 30% thời gian của mình là liên quan tới viết lách. Thật ra mình viết rất là nhiều, mình có viết cho doanh nghiệp, mình có viết cho trang blog của mình, anhtuanle.com. Mình có viết sách, thì như chị Trang có giới thiệu thì mình có viết sách và đến giờ thì mình có xuất bản được 5 cuốn sách rồi. Và đây là tất cả những gì liên quan đến viết. Và có một công việc phụ nho nhỏ nữa là mình làm thành viên mà mình làm hỗ trợ vận hành cho một cái hiệp hội tên là Hiệp hội Hướng nghiệp Châu Á Thái Bình Dương. Cái hiệp hội này thì nó là hoàn toàn làm việc online, nên là mình ngồi ở Việt Nam thì mình làm việc với lại các thầy cô và các anh chị ở bên nước ngoài khá là nhiều. Thì đó là những cái công việc mà mình đang làm, và như mình nói ban đầu á, thì mình làm tất cả những công việc này là hoàn toàn tự do và làm hoàn toàn tự do toàn thời gian chứ không làm với một công ty nào hết. Ok, có thể vẫn chưa đầy đủ đâu nha Tuấn Anh, bởi vì là mình cũng không thể nhắc đến Tuấn Anh khi mà thiếu được những cái nền tảng, những cái nơi mà Tuấn Anh dùng để chia sẻ cái câu chuyện, những cái chia sẻ và những trải nghiệm của mình. Ví dụ như là TikTok này, rồi podcast này, chị cũng là một fan của Tuấn Anh podcast và lắng nghe đều đặn những cái tập podcast mới. Và trước cái buổi ngày hôm nay thì cũng đã hỏi là Tuấn Anh ơi đã ra tập podcast mới chưa? Thì em có thể chia sẻ thêm về những con số ấn tượng của những nền tảng mà em đang sở hữu không? Thật ra là em bắt đầu làm, gọi là làm thương hiệu cá nhân, gọi là làm content từ hồi 2015 đến bây giờ là 2023, là cũng khoảng 8 năm. Và cái kênh đầu tiên mà em bắt đầu là cái kênh blog anhtuanle.com, thì sau khoảng 8 năm viết lách thì nó cũng có đâu đó khoảng hơn 500 bài và có khoảng 4 triệu lượt xem ở trên cái kênh blog đó. Trong khoảng 1, 2, 3 năm gần đây thì cũng theo trào lưu, theo xu hướng thì làm thêm một số kênh khác. Mình có một kênh TikTok tên là Tuấn Anh Hướng nghiệp. Ở trên đấy thì mình hay làm các cái công tác về sửa CV rồi hướng dẫn đi trả lời phỏng vấn ứng tuyển như thế nào. Cũng có khoảng 136.000 lượt các bạn theo dõi trên kênh TikTok đó. Nói chung nó cũng không phải là nhiều so với lại các bạn TikToker hiện nay, nhưng mà cũng là một con số khá khá. Mình có một kênh podcast thì hàng tuần mình có ra một tới hai số podcast. Thì kênh podcast của mình tên là Tuấn Anh Podcast, thì mọi người có thể xem trên Spotify hoặc là trên Apple Podcast. Thì đến nay nó cũng có khoảng 300.000 lượt nghe. Sách thì như hồi nãy mình nói là mình có xuất bản 5 cuốn rồi, và đâu đó khoảng, mình cũng không nhớ chính xác, nhưng mà đâu đó khoảng 25.000 ấn bản. Và chắc chắn là trong tương lai thì con số nó còn sẽ tăng nữa. Thì nói chung là tại vì ban đầu mình cũng không có định giới thiệu các con số này, tại vì mình nghĩ thật ra những con số này so với lại các bạn content creator khác thì nó cũng là một con số, nó cũng nhỏ, nó không to như mọi người. Nhưng mà thôi, chị Trang họ sẽ cung cấp những con số này cho mọi người.
Thực ra là Tuấn Anh là một người làm đa nền tảng, và tại sao mình lại không chia sẻ những cái nội dung và những cái trải nghiệm, và đặc biệt những cái mẩu chuyện có thể là rất nhỏ thôi nhưng lại có ích cho đến mọi người. Và hôm nay thì The Workaholic cùng với Tuấn Anh sẽ muốn chia sẻ đến mọi người một cái góc nhìn rõ ràng và thực tế hơn về nghề freelancer, và Tuấn Anh với những cái kinh nghiệm trong nghề, đặc biệt là về định hướng nghề nghiệp là 70% đúng không? Còn lại viết lách và những cái công việc khác nữa. Và đặc biệt nữa là tác giả của cuốn sách Freelancer muốn tự do phải tự lo, thì chắc chắn là chị tin rằng Tuấn Anh sẽ share được rất nhiều thông tin hữu ích đến mọi người. Thì đối với Tuấn Anh ấy, những cái hiểu biết của Tuấn Anh được biết thì freelancer thì có thể có mặt trong những lĩnh vực hay ngành nghề nào, và có thể gọi tên cụ thể như thế nào. Ví dụ như vừa rồi chị mới chỉ điểm đến là ở trong marketing này, ở trong nhân sự này. Chị biết là còn rất nhiều các mảng khác thì Tuấn Anh có thể bổ sung thêm không? Thật ra thì nói một cách nôm na vui vẻ thì tức là khi nào các bạn không làm công ăn lương, các bạn không đến công ty 8 giờ sáng và đi về 5 giờ chiều thì nó gọi là freelancer. Tại vì freelancer thì nó gọi là làm tự do mà. Thì thật ra thì làm tự do nó có rất nhiều các công việc mà mình có thể làm tự do được. Một trong những cách rất là dễ mà sau khi mà các bạn nghe podcast này, thật ra các bạn cứ lên các cái trang mà tìm việc về về freelance, các bạn xem nó có những cái chuyên mục nào ở trong đó thì các bạn sẽ hiểu rằng đấy là những công việc mà mình có thể làm tự do được. Thì thật ra ở ở Việt Nam mình hiện nay có rất nhiều các công việc tự do phổ biến mà mình có thể liệt kê. Cái đầu tiên là công việc về viết lách, thì như hồi nãy mình nói, thật ra trong viết lách thì nó có rất nhiều thứ, viết lách về content marketing, viết lách về viết sách như mình, hay là viết các cái nội dung ấn phẩm cho doanh nghiệp, thì nói chung là cứ cái gì liên quan tới viết lách thì các bạn hoàn toàn có thể làm freelance với cái đó được. Các công việc liên quan tới marketing truyền thông, tổ chức sự kiện, khi mà các bạn đi tổ chức sự kiện cho một doanh nghiệp, các bạn hỗ trợ marketing cho một doanh nghiệp thì nó cũng tính là freelance. Những cái bạn mà học các cái ngành về bên ngôn ngữ và các bạn có cái khả năng về gọi là ngôn ngữ tốt, biết nhiều hơn một hai ba ngôn ngữ, các bạn có thể làm dịch thuật, dịch cabin hoặc là dịch thuật, dịch bài vân vân. Một công việc nó cũng phổ biến mà cái mức thu nhập nó cũng khá là ổn, nên là công việc về nhập liệu, cái này thì cũng không cần phải quá nhiều chuyên môn nhưng mà cần cái người như vậy. Các doanh nghiệp thì họ cũng cần một cái người để nhập liệu những cái dữ liệu của họ lên trên nền tảng internet vân vân. Một công việc mà gần đây mình thấy khá là hot, đặc biệt là khi mà rất nhiều bạn TikToker nổi lên á, là công việc trợ lý. Các bạn làm trợ lý ảo, các bạn làm trợ lý online cho những TikToker hoặc là cho bất kỳ ai đang có nhu cầu cần trợ lý. Thì khi mà các bạn làm trợ lý thì các bạn sẽ làm những cái công việc ví dụ như là book lịch hộ cho họ này, rồi quản lý lịch, rồi quản lý email, rồi làm các cái công việc, nói chung là người đó cần cái gì thì các bạn sẽ hỗ trợ cái đó. Một công việc mà mình nghĩ nó phổ biến trong khoảng 10 15 năm nay rồi mà chúng ta đây cũng có thể có một số bạn làm rồi, đấy là làm gia sư. Thì thật ra gia sư cũng là một hình thức freelance mà. Thì các bạn đi dạy, các bạn làm gia sư thì cũng là freelance. Rồi các bạn làm thiết kế, các bạn làm IT thì nó cũng là một công việc freelance. Công việc giống như chị Trang hay là cộng đồng làm nhân sự thì gần đây trong khoảng mình thấy trong một vài năm gần đây thì nó cũng hot lên. Các bạn hoàn toàn có thể làm nhân sự hỗ trợ tuyển dụng hoặc là hỗ trợ các cái công tác nhân sự cho doanh nghiệp. Một vài các công việc khác mà các bạn có thể ít nghe hơn, ví dụ như kiểu là voice talent, tức là những bạn mà có giọng nói tốt thì các bạn sử dụng giọng nói của mình để thu các cái video quảng cáo hoặc là các cái video mà nó cần giọng nói của mọi người. Hay là gần đây các bạn thấy những cái nghề mà liên quan đến làm đẹp chẳng hạn, make up artist rồi photo, photography thì nó cũng được tính là những nghề liên quan tới freelance. Thì đó là những cái rất là phổ biến ở Việt Nam mình. Thì nói chung là các bạn có một cái kỹ năng gì đó mà doanh nghiệp họ cần và các bạn có thể đem cái đó mang tới doanh nghiệp được, hoặc là một người nào đó khác họ cần cái đó thì nó có đều hoàn toàn có thể trở thành một công việc freelance được. Một vài công việc freelance vui vui mà có thể mọi người chưa có nghe qua hoặc mọi người chưa có nhìn thấy, ví dụ như đưa chó đi dạo chẳng hạn. Thì thật ra cái này nếu mà các bạn nào ở các cái khu vực Sài Gòn, các bạn ở quận 7 hoặc là ở Thảo Điền đó, thì các bạn sẽ thấy là có những người họ họ cần phải có người giúp đưa các bạn cún của nhà họ đi dạo, nó cũng là một công việc freelancer. Thì như mình nói, thật ra là cứ công việc nào các bạn không làm trong doanh nghiệp, các bạn làm tự do, các bạn có khả năng làm việc đó thì nó hoàn toàn đều gọi là công việc freelancer được. Ừ.
Vậy thì một cách đơn giản để unlock được cái tư duy của mọi người rằng freelancer phải làm cái nhóm việc mà hướng ngoại, rồi những cái nhóm việc mà phải yêu cầu những cái năng khiếu hay là khả năng đặc biệt, thì chúng ta sẽ mở rộng hơn ra, đó là những cái gì mà có nhu cầu doanh nghiệp, tổ chức hoặc thậm chí là cá nhân cần mà mình có thể đáp ứng được. Vậy là chúng ta có thể trở thành freelancer, có thể là part time hoặc là full time, đúng không? Và cũng chị cũng thấy Tuấn Anh nhắc đến một cái nhóm nghề là nhập liệu chẳng hạn, hoặc là đôi khi đi xem video để được trả tiền, ví dụ như thế, nó không quá là cần phải cái sự chuẩn bị hay là có một những cái năng khiếu đặc biệt gì đó, mà họ cần về thời gian, về mặt đánh đổi, về các cái gọi là sự chăm chỉ chẳng hạn, thì họ có thể làm được. Ừ. Thì hy vọng là hôm nay qua cái podcast này thì mọi người có thể hiểu hơn và biết đâu được là mình nhặt nhạnh được một cái nhóm nghề nào đó nó phù hợp với mình để bắt đầu bước chân vào làm freelancer. Theo những cái thông tin mà chị được biết về Tuấn Anh ấy, thì Tuấn Anh đã có kinh nghiệm làm việc có full time toàn thời gian và chính thức tại một số tổ chức hay là đơn vị, ví dụ như là MIT này, hoặc là Top CV, Đại học Văn Lang, với những cái vị trí về quản lý và tư vấn hỗ trợ rồi hướng nghiệp, rồi có cả là vị trí truyền thông nữa. Thì song song thời gian đấy, chị biết là Tuấn Anh cũng có xây dựng cái công việc freelance của mình, nhưng quyết định nào khiến cho Tuấn Anh trở thành một người freelancer toàn thời gian? Chắc là trước khi trả lời cái này thì nhân tiện lúc nãy chị Trang đang nói về một vài những cái công việc mà nó khá là dễ để mọi người làm freelance được ngay á, ví dụ như kiểu nhập liệu hay xem video á, thì tự nhiên nó nảy trong đầu mình thì mình chia sẻ luôn mọi người. Đấy là thực ra thì tại vì công việc nó khá là dễ nên nó khá là dễ để mọi người tiếp cận với những công việc đó. Nhưng mà chính vì nó dễ như vậy nên là thật ra ở trên thị trường cũng có khá là nhiều những cái đơn vị mình chọn gọi là đơn vị họ lừa đảo ấy. Họ sẽ dễ dàng mời mọi người vào làm các cái dự án như vậy, nhưng mà thật ra nó không hề có cái dự án nào ở đây cả, và họ sẽ mời mọi người vào phải nộp tiền, đóng tiền cho những cái công việc như vậy. Thì nếu mà các bạn ở đây các bạn đang có ý định làm các cái công việc như vậy mà thấy có cái dấu hiệu của cái việc là mình phải đóng tiền vào để làm cái gì đó, thì mình khuyên là các bạn cân nhắc trước khi mà đi vào làm các cái công việc như thế. Thì một cái ngoài lề trước khi mà trả lời cái câu hỏi của chị Trang. Thật ra thì nói vui thì là tại vì bây giờ không có doanh nghiệp nào chứa chấp em nữa nên là em chuyển sang em làm freelancer. Nhưng mà thật ra là nói vui vậy thôi, chứ thật ra thì trước đây khi mà mình làm doanh nghiệp á thì mình thường làm theo các dự án là chính. Thì ví dụ như gần đây nhất là mình làm cho Top CV, thì thời điểm đó thì Top CV cần một cái dự án về hướng nghiệp, thì mình làm cùng với Top CV về cái dự án hướng nghiệp đó, và sau khoảng gần 2 năm thì cái dự án đấy nó cũng hoàn thành rồi và cũng chuyển sang một cái hướng khác. Thì lúc đó mình với Top CV không có đồng hành với nhau nữa, thì lúc đó mình cũng chuyển sang, mình quyết định là thôi bây giờ thứ nhất là mình cũng đang có một cái nền tảng chuyên môn tốt, thứ hai là mình cũng có cái mạng lưới quan hệ tốt, và thứ ba là mình thấy rằng là mình cũng có thể, đây là thời điểm có lẽ cũng phù hợp để mình thử mình làm toàn thời gian với lại công việc đó. Thì thật ra nó có hai lý do chính để mà mình quyết định đi tới việc làm freelance toàn thời gian. Cái thứ nhất là tại vì lúc đầu mình có chia sẻ thì các bạn cũng nghe rồi, mình làm nhiều dự án một lúc, thì thật ra cái việc làm nhiều dự án như vậy để mà làm trong một doanh nghiệp thì nó hơi khó. Khi mà làm trong doanh nghiệp thì thật ra là mình phải tập trung toàn tâm toàn ý cho cái doanh nghiệp đó. Còn khi mà mình làm freelance thì mình được làm nhiều dự án khác nhau cho nhiều doanh nghiệp khác nhau, mà hiện tại mình đang có cái cơ hội như vậy nên là mình quyết định mình làm freelance. Cái thứ hai nó mang tính cá nhân nhiều hơn, là thật ra là tại vì mình muốn có thời gian cho nhiều hơn, thời gian đi cùng với vợ nhiều hơn. Thì cái việc mà làm freelance thì nó cũng cho mình cái thời gian đó dễ dàng hơn để đưa vợ đi đây đi đó, hoặc là dành thời gian đi chơi với vợ vân vân, thì nó cũng dễ dàng hơn. Nói chung là có thêm nhiều thời gian cho cá nhân. Nên là đấy là hai cái lý do mà tại sao đến thời điểm hiện tại chưa có quay lại một doanh nghiệp nào mà đang tập trung làm freelancer. Ừ, chị cũng hiểu thêm rồi. Vậy thì từ cái chia sẻ và quyết định của Tuấn Anh thì chúng ta có thể tóm gọn lại một chút rằng là mình quyết định làm freelancer toàn thời gian nó sẽ phụ thuộc vào những cái công việc hiện tại mà mình đang làm thì nó có đáp ứng được cái lượng thời gian của mình, và nói thêm một chút nữa là kể cả thu nhập nữa, nền tảng nhất định để chúng ta có thể ready để ra làm full time về freelancer. Và thứ hai, nó cũng cần những cái yếu tố liên quan đến ví dụ gia đình, những cái mong muốn mà mình cần phải sắp xếp và muốn dành thời gian cho những cái công việc nào đó mà có cái công việc freelancer nó có thể hỗ trợ được, đúng không? Chị cũng nhớ cái khoảnh khắc là khi mà chị ngồi văn phòng làm việc ấy, thế đang thấy Tuấn Anh post những bài post chia sẻ việc là mình đi làm rất là chill ở những quán cà phê.
những cái không gian, những cái mà những cái người làm 9 to 5 rất rất là mong muốn được trải nghiệm. Rồi có thể kết hợp là Tuấn Anh cũng share là mình đi khám phá những quán cà phê tại Hồ Chí Minh đúng không? Thế thì tụi chị rất là mong muốn và đôi khi là rất là thèm những cái điều đó. Thế thì nhìn thì sẽ thấy đó là lợi ích của công việc freelancer, và chị muốn hỏi rằng đây có phải là lợi ích duy nhất hay không, và có những cái lợi ích gì khác mà Tuấn Anh muốn khoe với mọi người về nghề freelancer không? Em nghĩ là cái này chắc cũng không chỉ có mình chị Trang đâu, tại vì em nghĩ là ai mà hay coi story của em thì cũng dễ có cái cảm xúc như vậy, tại vì chắc là mọi người nếu mà hay coi những cái story của mình hay là những cái bạn bè làm freelancer thì đều sẽ thấy là cái người này có công việc này có vẻ sướng, đi khắp mọi nơi rồi hôm nay ngồi chỗ này ngày mai ngồi chỗ kia, giờ giấc giống kiểu người ta thứ hai đang đi làm và mình thì đang đi chơi đi ăn đi uống ở đâu chẳng hạn. Thì đấy là một cái rất là dễ thấy ở các bạn freelancer. Thì thật ra mình nghĩ là có một vài những cái lợi ích mà chắc là nếu mà các bạn tìm hiểu về nghề này thì các bạn cũng sẽ dễ dàng tìm ra được các cái thông tin này ở trên mạng. Nhưng mà cái này mình chia sẻ từ góc độ cá nhân của mình. Mình nghĩ có một vài cái lợi ích của công việc freelance như thế này. Cái thứ nhất là các bạn được làm cái thứ mà mình muốn và mình thích. Cái này nó khá là quan trọng, tại vì đôi khi mình làm doanh nghiệp là mình đang làm cho cái doanh nghiệp đó và mình có một người sếp, một hai hoặc ba người sếp quản lý của mình nữa. Nên là đôi khi đúng là có thể là mình đang làm trong một cái phòng ban hợp với lại khả năng của mình đó, nhưng mà mình vẫn phải kết hợp mình làm những cái công việc khác để mà đáp ứng được cái yêu cầu của công ty cũng như là yêu cầu của sếp. Thì có thể cái công việc đó mình không muốn, mình không thật sự thích, nhưng mà tại vì mình đang làm công ty thì mình cũng không thể nào từ chối được. Trong khi đó thì nếu mà các bạn làm tự do thì các bạn chính là sếp của mình mà, nên là các bạn được quyền từ chối cái việc làm cái gì và chọn làm cái gì. Thì đấy là cái đầu tiên khá là quan trọng. Cái thứ hai là như chị Trang cũng nói rồi và như mình cũng nói rồi, đấy là các bạn được làm bất kỳ nơi nào các bạn muốn. Các bạn có thể ngồi bất kỳ chỗ nào thôi, bất nghĩa là bất kỳ chỗ nào có internet là các bạn có thể ngồi làm việc được rồi. Nó có thể là quán cà phê, nó có thể là phòng ngủ của các bạn, nó có thể là ở bất kỳ đâu các bạn cũng có thể làm được. Cái thứ ba là về mặt tài chính á, thì mình nghĩ rằng là các bạn sẽ được một cái, đấy là các bạn sẽ được hưởng toàn bộ những cái gì các bạn làm ra. Tại vì khi các bạn làm doanh nghiệp, các bạn hiểu như thế này này, mình làm doanh nghiệp thì mình kiếm về một khoản tiền cho doanh nghiệp, nhưng mà cái khoản tiền đấy nó còn chia ra rất là nhiều thứ, vận hành rồi bộ máy rồi rất là nhiều thứ khác trước khi các bạn nhận được lại một cái khoản mà chúng ta gọi là tiền lương hàng tháng của mọi người. Trong khi là nếu các bạn làm freelance thì một cái dự án các bạn bán ra được bao nhiêu tiền thì các bạn sẽ hưởng hết toàn bộ cái số tiền đó. Đấy cũng là một cái lợi ích mà mình nghĩ rằng làm freelance thì nhìn trước mắt về mặt tài chính thì nghe nó có vẻ hấp dẫn hơn. Cái tiếp theo là thời gian linh động, thì như hồi nãy mình nói rồi đó, có những hôm thứ hai thứ ba thì mọi người đang rất là buồn chán vì hôm nay phải đi làm văn phòng phải họp hành, thì mình có thể là mình sẽ đang đi chơi đi ăn gì đó. Thì thật ra linh động ở đây các bạn phải hiểu rằng linh động ở đây có nghĩa là mình làm vào thời gian mình muốn, mình làm vào thời gian mình sắp xếp được. Linh động ở đây không có nghĩa là mình làm ít thời gian hơn so với lại những người đi làm văn phòng. Ví dụ như thay vì các bạn phải đi làm thứ hai thứ ba thì lúc đấy các bạn dành thời gian các bạn làm cuối tuần chẳng hạn, hay là ban ngày các bạn có thể ngủ nhiều hơn một chút nhưng mà đến tối thì các bạn dành thời gian các bạn làm. Thì đấy cũng là một một cái lợi ích. Và cái lợi ích cuối cùng mình nghĩ của công việc freelance, cái này thì tùy thuộc nhé, tùy thuộc các bạn làm công việc freelance gì và tùy thuộc vào cái độ chủ động của các bạn tới đâu, đấy là các bạn sẽ có cơ hội mở rộng được các mối quan hệ của mình, đặc biệt là bây giờ cái thời đại mà mạng xã hội đã đang rất là phát triển nữa, thì các bạn có cơ hội các bạn kết nối với lại những cái người khác trong nghề, ngoài nghề, hoặc là những cái người mà mọi người đang thực sự quan tâm tới công việc của các bạn. Thì đây là một cái ví dụ về cái podcast này, là một cái ví dụ này. Thật ra mình với chị Trang thì cũng chưa có, mình chị em mình gặp nhau chưa chị nhỉ, em không nhớ chị em mình đã gặp nhau chưa ta, gặp gặp rồi đúng không, có gặp chưa chưa Rồi. Chị em mình gặp ở Hồ rồi. Chí Minh. Đó thì ví dụ như mình với chị Trang thì trước đấy đâu có lý do gì để biết nhau đâu, tại vì hai chị em làm ở hai nơi khác nhau, một người Hà Nội một người Sài Gòn. Nhưng mà sau đó thì khi mà chị Trang vào đây, chị Trang tham gia sự kiện thì hai chị em gặp nhau cũng tay bắt mặt mừng như là đã quen biết lâu lắm rồi, và bây giờ làm podcast. Thì đó thì mình ý là ở đây mọi người sẽ thấy là khi mà làm freelance thì sẽ có được cái cơ hội như vậy, cơ hội gặp gỡ nhiều người trong nhiều ngành khác nhau. Và nếu các bạn là một cái người mà chủ động trong việc xây dựng mối quan hệ nữa thì nó cũng sẽ giúp cho các bạn mở rộng được cái mối quan hệ khá là tốt. Ừ, đúng rồi, kể ra khá nhiều lợi ích đó, đúng không? Lợi ích về về thời gian, lợi ích về cái tính chủ động và sự linh hoạt của mình trong công việc của mình, và đôi khi mình là sắp xếp theo cái gọi là cái lịch sinh hoạt của mình. Có nhiều người thì lại là chim sớm, có nhiều người thì lại là cú đêm, đúng không?
nhưng mà không công ty nào mà follow theo mình cả, nhưng đã là của mình thì sẽ follow mình rồi. Về mặt tài chính rất rõ ràng là mình làm tất ăn cả, nhưng mà cái làm tất nó cũng hơi vất thì chị em mình cũng sẽ thảo luận ở phần sau. À, có rất nhiều các cái lợi ích như thế. Trước khi mình nói đến những cái mặt chưa, cái mặt khó khăn và những cái mặt mà mọi người chưa nhìn thấy nhiều, thì chị thực ra chị cũng chia sẻ một chút như này, chị cũng chưa được nói chuyện với Tuấn Anh quá nhiều, mới có gặp một hai lần, nhưng mà chị cũng đã đọc podcast, nghe podcast này, đọc blog Tuấn Anh Lê từ năm 2020 gì đó chị nhớ là như vậy. Cái lúc mà mọi người chưa làm hướng nghiệp nhiều đâu, nhưng mà chị đã rất ấn tượng bởi một cái blog chỉn chu. Và gần đây khi mà chị vào lại cái blog đó thì chị thấy đã cập nhật lên có những sự khác biệt như sau. Một là cái cách sắp xếp về nội dung, các cái điểm nhấn, portfolio các thứ rất là đầy đủ và nó update liên tục. Số lượng bài viết thì chắc chắn rồi, liên tục cập nhật ở các cái nền tảng. Và trong cuốn sách Định vị bản thân ấy mà chị đã phải đọc ít nhất là trên 2 lần, cũng như là giới thiệu đến rất nhiều người, bởi vì bản thân chị là một người làm nghề nhân sự, và mình cũng có cơ duyên để làm cái về định vị bản thân và thương hiệu. Khi mà mình đọc cái cuốn của Tuấn Anh ấy, thì chị đã nắm được rất nhiều các cái bí kíp để làm một cách tự nhiên và thoải mái cũng như là chính mình nhé. Và nó lại tương đối dễ để có thể chia sẻ lại với nhau. Thế thì cái mà chị luôn luôn thắc mắc và đôi khi thì ghen tị rằng là ui, sao Tuấn Anh sắp xếp như thế nào mà cái tần suất lên bài rồi tần suất ra nội dung đây, và nội dung là hoàn toàn chất lượng nhá, nó đa dạng chất lượng và có những nội dung rất là sâu về định hướng nghề nghiệp và những cái nghề cái việc như là viết lách chẳng hạn, nó rất là sâu. Thì không hiểu là Tuấn Anh có những cái động lực gì hoặc là có lực ép gì để cho mình có thể tạo ra những cái về mặt số và thực chất lớn như vậy. Em nghĩ là cái câu này chắc cũng không có một phải không phải một mình chị Trang hỏi đâu, tại vì em cũng cũng nhận được khá khá đôi khi mọi người hay hỏi là chữ ở đâu mà viết nhiều thế, tại vì ngày nào cũng thấy viết ở trên Facebook rồi các thứ. Thì thật ra là chia sẻ với mọi người, mình nghĩ là cái này em đã từng viết trong cái cuốn sách định vị bản thân rồi. Nếu mà chị Trang đọc chắc chắn là chị Trang sẽ nhớ cái ý này, và mình luôn nói mọi người là khi mà làm thương hiệu cá nhân hay là khi mọi người làm nội dung thì hãy bắt đầu từ cái mọi người thích, cái mọi người thực sự mê với nó. Tại vì khi mà mọi người thích mà mê thì mọi người mới thực sự bỏ công bỏ sức ra để tìm hiểu nó, mọi người thực sự bỏ thời gian ra để làm. Giống như kiểu là mình mê cái việc chia sẻ và chị Trang cũng mê cái việc chia sẻ, thì hôm nay là một cái ngày đáng là ngày nghỉ thì hai chị em vẫn đang ngồi ở đây để làm podcast và hoàn toàn rất là vô tư, không có suy nghĩ gì về cái việc nó đạt được cái gì cả. Thì ý mình nói đó, khi các bạn bắt đầu được cái việc đấy là cái thứ mình thích và cái thứ mình mê á, thì mình sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mà mình có động lực để mà mình duy trì cái việc đó. Cái đấy nó rất là quan trọng. Cái thứ hai á, là cái này thì là lý do từ cá nhân mình thôi, nhưng mà mình nghĩ là mọi người cũng có thể suy nghĩ rằng là cái thứ mà mình làm ấy, nó có ích gì cho cái xã hội, cho cái cộng đồng, cho người khác. Xã hội cộng đồng người khác ở đây nó có thể là những cái nhóm người nhỏ thôi, hoặc là nó có thể là cả cái đất nước Việt Nam này, cả cái thế giới này, tùy theo mọi người hướng tới cái cộng đồng nào. Thì khi mà mọi người chia sẻ cái thứ mình có ra cho cái cộng đồng, cho cái xã hội ấy, và mọi người nhận lại được cái mình gọi là thành tựu đi, mọi người nhận lại được những cái lời khen, mọi người nhận lại được những cái gọi là những cái người follow mình, những cái người theo dõi mình, những cái người họ nói với mình rằng là họ đọc, họ xem nội dung của mình, họ thấy có họ, thì cái đó nó cũng sẽ giúp cho bản thân mình có động lực hơn trong cái việc mà mình đi chia sẻ ra với lại người khác. Rồi một cái nữa là khi mà các bạn, thật ra cái động lực nó sẽ đến từ việc hai cái việc mình nói ở trên á, cái thứ nhất là mình thích và cái thứ hai là mình làm cái việc đó và mình có thành tựu. Càng có thành tựu thì mình sẽ càng có động lực với cái đó. Nhưng mà nó chưa có đủ mọi người. Thật ra cái đấy nó có thể giúp cho các bạn phát triển được về mặt chất lượng. Nhưng mà chị Trang có hỏi ở đây một cái câu hỏi đấy là số lượng thì sao? Tại vì thật ra nói về câu chuyện làm nội dung đi, các bạn hứng lên các bạn viết một bài thì nó không khó. Nhưng mà để làm sao các bạn duy trì được một tuần 2 bài, 3 bài, 4 bài, một tuần một số podcast, một năm một cuốn sách, hai cuốn sách, thì nó là câu chuyện của việc kỷ luật. Thì các bạn phải tự xây dựng cho mình một cái kỷ luật về việc viết lách. Ví dụ mình phải tự xây với bản thân mình chẳng hạn, thì mình phải có tự đặt cho mình một cái kỷ luật rằng là một tuần mình phải ít nhất là mình xuất bản được một cái blog chẳng hạn.
hoặc là mình phải quay được ít nhất một cái video TikTok, mình phải viết được ít nhất mấy trang sách như vậy, thì mình cái kỷ luật này nó sẽ sinh ra và nó giúp mình xây được cái thời gian biểu như thế nào, mình làm cái gì trong các cái hoạt động mỗi ngày. Thì khi mà mình có cái kỷ luật như vậy thì dần dần mình sẽ duy trì được cái việc đó. Thì như hồi nãy mình nói với các bạn, mình làm đến nay là 8 năm, 8 năm và mình viết blog mà khoảng hơn 500 bài. Thì nếu mà các bạn cứ tính chia ra một cách rất là nhanh thì đâu đó mỗi năm là nó đâu đó khoảng bao nhiêu ta? 60 bài. 60 bài nhân 8 năm là khoảng 500 bài. Thì 60 bài một năm 52 tuần thì tức là mỗi tuần mình phải viết ít nhất là một bài. Thì các bạn sẽ thấy rằng nếu mà bây giờ ngồi nghĩ là việc làm sao để mình viết được 500 bài viết trên blog của mình thì thật sự nó là một con số rất là lớn. Nhưng mà nếu mà mình chỉ nghĩ đơn giản một tuần mình viết một bài và mình cứ duy trì như vậy hết tuần này qua tuần khác, hết tháng này qua tháng khác, thì tự nhiên đến một cái thời điểm 8 năm, 10 năm các bạn đã thấy là mình đã có một con số vài trăm bài trên trang blog của mình rồi. Nên là ngoài cái việc là làm thứ mình mê này, làm cái thứ mà mình thích và chia sẻ ra cộng đồng, thì cái việc mà các bạn xây cho mình một cái kỷ luật bản thân nó cũng rất là quan trọng. Ừ, đúng rồi. Thực ra trong cuốn sách định vị bản thân thì những cái nội dung mà chị được được biết đó là cái việc là mình bắt đầu từ chính những cái thứ đam mê, thứ mà mình quan tâm thì nó sẽ có những cái động lực liên quan đến việc là mình duy trì nó. Nhưng mà như Tuấn Anh vừa nói đến đến ba cái khía cạnh, ba cái mũi của tam giác, mũi Ikigai đúng không? Thì chúng ta tạo ra được một cái công việc mà thỏa mãn được cái đam mê của mình, sở thích của mình, được xã hội công nhận và giúp ích cho xã hội, và thứ ba nữa là mình cũng kiếm được những cái thu nhập và những cái giá trị nhất định từ đó. Nhưng có một cái thực sự là cần phải nhấn mạnh, đó là cái kỷ luật, cái sự kỷ luật để làm sao duy trì được. Bởi vì bản thân chị cũng đã trải qua cái việc mà chị làm những cái thứ coi như là ikigai của mình, ví dụ như cái podcast ấy. Nhưng mà có những cái thời điểm là 1-2 tháng chị biến mất, bởi vì cái tính kỷ luật của mình có thể là mình chưa rèn đủ và mình chưa ưu tiên được công việc đó. Thì có thể qua đây các bạn làm freelancer tham khảo cái câu chuyện mà chia sẻ của Tuấn Anh sẽ hiểu hơn, và xem là chúng ta có đủ kỷ luật hay không để chúng ta step out, mình bước ra làm freelancer full time. Thế mình nói nhiều đến cái vấn đề động lực, rồi những cái lý do, rồi những cái mặt tốt của freelancer rồi. Thì có những khó khăn thì sao? Tuấn Anh có thể chia sẻ những cái khó khăn mà thậm chí có thể chị cũng chưa biết đến. Em thích câu hỏi này, tại vì thật ra khi mà nói về nghề thì em luôn khuyến khích các bạn là khi mà mình làm hướng nghiệp thì mình hay khuyến khích mọi người là khi tìm hiểu nghề thì tìm về cái gọi là được gì từ cái nghề đấy thì nó dễ lắm, và mọi người thường hay nói về cái được nhiều hơn. Nhưng mà thật ra nếu mà các bạn đang tìm hiểu một nghề mới thì mình khuyên là các bạn nên xem về những cái khó khăn, xem mà nếu mình gặp phải những cái khó khăn như vậy thì bản thân mình, thứ nhất là mình có chịu được hay không, thứ hai là mình sẽ giải quyết nó như thế nào trước khi mình dấn thân vào những cái nghề đó. Thì thật ra làm freelance nó có rất nhiều các cái khó khăn, ở đây có thể liệt kê ra một cái khó, một vài cái khó khăn để mọi người có thể suy nghĩ. Cái đầu tiên mà chắc chắn là sẽ dễ nhìn thấy nhất đấy là cái thu nhập của mọi người nó không có đều đặn, tại vì mọi người làm freelance thì thay vì là hàng tháng mọi người nhận về một cái cục tiền thì nó sẽ nhận theo dự án, nó sẽ rất là vụn vặt, và sẽ có những tháng mọi người sẽ có nhiều tiền tại vì mọi người có nhiều dự án, có những tháng mọi người sẽ chẳng có đồng nào cả vì mọi người không có dự án nào trong cái tháng đó. Thì thật ra cái này về mặt tâm lý sẽ ảnh hưởng tới mọi người rất là nhiều, tại vì các bạn đi làm, nếu mà các bạn đang làm văn phòng và các bạn làm lương tháng, cái tâm lý của mình là dù mình làm tốt hay không tốt thì đến đúng cái ngày đó là mình có một cục tiền về, mình chi tiêu sinh hoạt dựa trên cái cục tiền như vậy thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Trong khi đó mình làm freelance mình sẽ nhận tiền nó bị vụn 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 như thế thì nó rất là ảnh hưởng đến cái tâm lý của các bạn. Nhiều khi mình suy nghĩ là không biết là mình có kiếm được số tiền đúng như là làm văn phòng hay không, xong rồi nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc chi tiêu của các bạn khá là nhiều. Tại vì lúc đó mình sẽ phải xây dựng lại cái kế hoạch quản lý tài chính cá nhân của mình làm sao cho nó phù hợp với lại cái việc thu nhập như thế. Thì đấy là cái đầu tiên, nó cũng liên quan tới thu nhập một chút. Thì các bạn biết là mình đi làm văn phòng thì ngoài tiền lương là mình có những cái đãi ngộ khác đúng không, mình có bảo hiểm, mình có thậm chí là không chỉ bảo hiểm cho mình, có thể bảo hiểm cho người thân trong gia đình nữa, rồi mình có một năm đi du lịch một lần, mình có tiền thưởng tháng thứ 13 vân vân. Tất cả những thứ đó mình làm freelance mình đều không có. Các bạn không có bảo hiểm gì cả, các bạn không có lương tháng thứ 13, các bạn cũng không có được đi du lịch. Thật ra nói không có thì không đúng, nhưng mà các bạn không còn được một người khác lo cho mình những cái này nữa. Thì các bạn nếu muốn có những thứ đó thì các bạn phải tự lo thôi. Các bạn phải tự mua bảo hiểm riêng cho mình, tự mua bảo hiểm cho người trong gia đình. Muốn đi du lịch thì tự mua vé đi du lịch. Thì tất
cả những cái thứ đãi ngộ bên ngoài như vậy mình làm tự do là hoàn toàn mình sẽ không có, hoặc mình phải tự lo cái đó cho mình. Một cái nữa mà sẽ dễ bị, đó là các bạn dễ bị ỷ trong công việc. Thì dù sao á, khi các bạn làm văn phòng á, thì các bạn có đồng nghiệp, các bạn có sếp thúc đẩy mọi người, hoặc là mình muốn hay không thì cái giờ đó mình cũng phải đi làm, mình ngồi văn phòng, muốn hay không thì mình cũng phải làm việc, mình trả lại hoàn thành đúng KPI cho sếp. Còn thật ra khi mình làm freelance thì như mình nói ở trên á, mình chính là sếp của mình rồi, nên là nhiều khi mình bị ỉ, nhiều khi mình hôm đấy mình lười quá, mình mệt quá, mình không muốn làm nữa. Nên là thật ra cái vấn đề này cũng rất là cần phải được giải quyết khi mà các bạn đi làm tự do. Ví dụ như các bạn phải tạo cái không gian làm việc cho mình. Nếu mà các bạn làm ở nhà, các bạn phải có một cái nơi làm việc riêng. Rồi các bạn cũng phải tạo cái giờ làm việc cho mình. Ví dụ mình nói một cách thẳng thắn là tuy mình làm freelance nhưng mà mình vẫn rất là đúng giờ. Cứ 8 giờ là mình mặc đồ vào, một là mình đi vào một căn phòng khác mình ngồi làm việc, hai là mình mặc đồ vào mình đi ra quán cà phê mình ngồi làm việc. Nó vẫn tạo cái mood để mình làm việc hơn, thì để giải quyết cái vấn đề chây ì như vậy. Một cái nữa mà có thể các bạn sẽ gặp khó khăn đấy là mình dễ bị nản. Cái này là cái vấn đề rất là thường gặp ở những cái người mới chuyển sang làm freelance. Tại vì sao? Tại vì mọi người nghe rằng làm freelance sẽ được tự do này, có nhiều tiền vân vân. Sau đó các bạn nghỉ văn phòng và các bạn chuyển sang làm freelance. Mà thường thì các bạn hiểu rằng là mình chuyển sang làm freelance trong một vài tháng đầu thì mình đâu có tiền, đâu có tiền, đâu có nhiều dự án đâu, thì dễ bị nản lắm. Trong khi là đáng mình suy nghĩ là ồ, đáng ra mình nên ở lại văn phòng, mình có lương tháng trung bình như vậy nó tốt hơn, thì dễ bị nản và dễ nghĩ về cái việc là tại sao mình lại bắt đầu công việc này xong rồi sẽ muốn nghỉ. Thì đấy là một cái mình cũng rất là hay thường gặp ở các bạn làm freelance. Một cái nữa mà trong cái này nó mình nghĩ là nó mới xuất hiện trong khoảng 1-2 năm gần đây và phụ thuộc vào lĩnh vực mà các bạn làm nữa, đấy là các bạn thấy rằng câu chuyện freelance, cái thời điểm mình viết cái cuốn sách freelance muốn tự do phải tự lo là năm 2020, thì đấy chưa có xuất hiện TikTok, chưa có nhiều người nói về câu chuyện freelance lắm, chưa có TikTok, chưa có Covid nên là chưa có nhiều người nói về freelance. Nhưng mà bây giờ Covid mới trải qua rồi, TikTok phát triển nữa, càng ngày càng nhiều người hơn nói về công việc freelance, càng nhiều người hơn làm công việc đó, thì điều đó có nghĩa là cái sự cạnh tranh nó sẽ cao hơn. Bây giờ ví dụ như như hồi nãy chị Trang nói đó, cái thời điểm chị Trang tìm hiểu về mình thì hướng nghiệp là một cái gì rất là mới, nhưng mà bây giờ thì hướng nghiệp là một cái gì đấy người người nhà nhà nói và rất nhiều người làm hướng nghiệp, thì điều đấy nghĩa là cái sự cạnh tranh về công việc hướng nghiệp nó cũng nhiều hơn. Thì bản thân mình sẽ phải suy nghĩ xem mình làm sao mình nâng cao tay nghề của mình lên, mình có cái điểm gì khác biệt so với lại người khác, thì đấy là một cái. Và cái cuối cùng mình nghĩ rằng là thật ra nếu các bạn làm freelance á, có một cái rất là dễ gặp là mọi người dễ buồn. Tại vì làm công việc freelance thì đôi khi là mình ngồi một mình làm một mình, ít có giao du tiếp xúc với ai. Cái này mà mấy cái người mình hay nói vui là mấy người hướng ngoại mà chuyển sang làm freelance á, thì các bạn dễ bị sốc văn hóa. Tại vì không có tiếp xúc, không có nói chuyện nhiều với mọi người á, thì dễ bị sốc văn hóa. Thì đấy là tất cả, nó không phải tất cả, nhưng mà nó là một vài những cái điểm các bạn có thể gặp khó khăn trong công việc freelance. Mình nói ra ở đây không phải khiến các bạn nản mà không làm nữa, nhưng mà mình nói ra ở đây để các bạn suy nghĩ rằng là nếu mình quyết định mình chuyển sang làm freelance, mình gặp phải những vấn đề như vậy thì bản thân các bạn sẽ giải quyết những vấn đề đấy như thế nào, thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào cách thức giải quyết của các bạn thôi. Ok. Thật ra là khi mà nghe Tuấn Anh chia sẻ, chị cũng 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 nghĩ là còn nhiều khó khăn hơn. Ví dụ này, một là vừa rồi chúng ta đã nói là chúng ta gọi là có thể được hưởng toàn bộ những cái phần tài chính mà do mình làm ra, nhưng mà nó sẽ có một vấn đề là mình sẽ phải làm hết, đúng không? Từ đầu đến cuối. Thế thì vừa rồi Tuấn Anh có nhắc đến một số bạn làm trợ lý cho những cái người làm freelancer cao hơn là KOC hoặc KOL đi. Thì lý do tại sao người ta phải cần như thế, bởi vì người ta quá nhiều việc và lúc đó thì người ta đôi khi sẽ bị khủng hoảng về thời gian do không biết sắp xếp hoặc bị quá nhiều việc thì cực hơn. Theo chị là có một cái lý do cực hơn, vất vả hơn, phải làm nhiều hơn. Và có một cái khó khăn nữa mà để xem Tuấn Anh có thấy đúng không, đó là nếu trường hợp mình không phải là người kỷ luật đủ và quản lý thời gian tốt thì mình sẽ dễ rơi vào hai trạng thái. Một là làm nó không thực sự chất lượng theo những cái gì mà mình đang plan, và thứ hai một cái mà chị đã từng trải rồi trong cái thời gian mình làm mình làm việc work from home ấy. Từ ở nhà thì không có ai quản lý, không có thời gian quá là cụ thể check in check out, thế thì mình thành ra mải mê quá, mình ngồi quá giờ trưa thông trưa làm liên tục, họp liên tục và đến tối cũng như vậy, không có giờ luôn.
Thế thì lại dẫn đến những cái tình trạng là kiệt sức hoặc là bị mất cân bằng cái thời gian giữa công việc và những cái hoạt động khác. Thì Tuấn Anh đã trải qua hai cái khó khăn đó chưa và cụ thể là sẽ như thế nào? Ok, câu hỏi khá là hay. Thật ra thì nói trước về cái câu chuyện về kiệt sức trước đi. Thì thật ra câu chuyện đó thì mình nghĩ là cũng dễ gặp ở những người nào mà các bạn, chắc là mình gọi trong một cái từ gọi là workaholic ấy. Mọi người sẽ đam mê cái công việc của mọi người làm, mọi người thích làm việc, mọi người làm việc, mọi người quên luôn những cái gì xung quanh. Thì nói thật với mọi người và nói thật chị Trang là thật ra là em ít gặp cái trường hợp như vậy. Em cũng không hay gặp trường hợp như vậy. Thì có hai lý do. Thứ nhất là mình cũng không phải là người gọi là đam mê làm sống làm chết với công việc lắm. Mình công việc nó chỉ là một phần trong trong cuộc sống của mình thôi. Mình muốn dành nhiều thời gian để cho cuộc sống cá nhân, cho những cái thứ khác bên ngoài công việc nữa. Và cái thứ hai á, là thật ra từ rất lâu rồi, từ khoảng 8-9 năm trước là mình đã thực hành những cái phương pháp về thiền. Mình đã rất là quan trọng về việc cân bằng đời sống cá nhân rồi. Nên là dù làm gì thì làm thì thật ra mình rất là quan trọng cái việc về sức khỏe cũng như là rất quan trọng về sự cân bằng trong cuộc sống. Nên là thật ra mình ít khi để cho cái vấn đề công việc nó chiếm nhiều thời gian ở trong cuộc sống của bản thân. Nên là không có gặp nhiều cái vấn đề về trong cái stress này kia lắm. Nhưng mà thật ra mình nghĩ rằng vấn đề chị Trang chia sẻ là một cái vấn đề mà rất là thường gặp ấy. Mình rất là thường gặp ở bạn bè mình khi mà làm các công việc freelance. Nên là thật ra mình nghĩ rằng ở đây nếu mà các bạn đang có ý định chuyển sang làm freelance thì nó cũng rất là quan trọng ở cái điểm là đừng nghĩ rằng là freelance là linh hoạt về thời gian, mà hãy nghĩ rằng là đúng là linh hoạt đó, nhưng mà mình cũng sẽ phải cần thêm cái thời gian cho bản thân mình nữa. Thời gian để các bạn ăn uống, thời gian để các bạn xây dựng các mối quan hệ bên ngoài công việc, thời gian để các bạn tập thể dục, các bạn chăm sóc về sức khỏe thể chất, sức khỏe tinh thần, thì cái này nó rất là quan trọng. Các bạn cũng phải xem những cái việc đấy nó quan trọng giống như công việc, thì lúc đó mình mới bỏ công bỏ sức ra để mà mình làm cho cái mình chăm sóc cho cái đời sống của mình nó tốt hơn. Thì đấy là cái vấn đề đầu tiên về câu chuyện sức khỏe ha. Cái vấn đề thứ hai á, là thật ra thì đúng là sẽ có những người mà các bạn sẽ làm được nhiều thứ, các bạn biết nhiều thứ và làm nhiều thứ, thì các bạn có thể ôm đồm nhiều công việc trong cái freelance. Thật ra cái lợi ích của việc freelance là các bạn được ôm đồm những cái thứ đó. Nhưng mà có những người thì họ chỉ tập trung, họ muốn làm chuyên môn của họ thôi. Ví dụ như có những người thiết kế chẳng hạn, họ chỉ tập trung mà họ làm thiết kế thôi. Và họ không có giỏi các cái việc khác, ví dụ như họ không có giỏi trong cái việc bán cái sản phẩm của họ ra, họ không có giỏi trong cái việc là đi tìm khách hàng cho họ, họ không giỏi trong các cái việc là hồ sơ giấy tờ vân vân, thì lúc đó họ sẽ phải cần một cái người mà mình có thể gọi là trợ lý hoặc là gọi là quản lý tùy theo cái vai trò của mọi người. Thì cái người trợ lý và cái người quản lý này họ sẽ giúp được cho mọi người xử lý những cái đầu việc mà các bạn không có giỏi, những cái đầu việc mà các bạn không có giỏi, và họ sẽ hỗ trợ cho các bạn trong cái việc đó. Thì thật ra thường khi mà các bạn làm công việc freelance và các bạn có được một cái khoản thu nhập tốt, ổn, thì lúc đó mới đến cái thời điểm mà các bạn sẽ cần trợ lý và quản lý. Tại vì dù sao mà các bạn có một cái người như vậy thì các bạn cũng sẽ phải trả cho họ một cái khoản phí trích ra, giống như kiểu là mình làm doanh nghiệp mình trả lương á, thì mình phải trả cho họ một cái khoản phí như vậy. Thì thật ra là các bạn cứ xác định là thời gian đầu nếu mình làm freelance thì gần như là mình phải tự mày mò hết tất cả những cái việc đó, trước khi mà mình có thể tìm được một ai đó hỗ trợ những cái đầu việc mà mình không có tốt. Ok, à, đúng là khi mà Tuấn Anh nhắc đến cái việc là mình cân bằng, không nhắc đến từ cân bằng nhưng ý của mình là đến cái sự cân bằng này. Thì bởi thiền này, bởi sự sắp xếp công việc, bởi sự kỷ luật tốt. Thì có một cái mà chị cũng muốn chia sẻ là trong một cái tập podcast của Have a Sip với cả thầy giảng Tư Trung ấy, thì thầy cũng có nói một cái mà chị rất tâm đắc, cũng chia sẻ lại với mọi người là xem Tuấn Anh có đồng ý không. Khi mà mọi người đang hỏi thì thầy là à thế làm thế nào để cân bằng giữa cuộc sống và công việc, freelancer hay là mình làm chính thức tại công ty nào đó, thì mình đều có những câu hỏi đó. Nhưng mà có một câu trả lời chị rất tâm đắc, đó là thế làm việc không phải là sống hay sao, hay là khi mà về đến nhà mình đi ngủ mình chơi thì mình gọi là sống. Vì vậy khi mà mình đang coi thì công việc cũng đang là sống, cũng đang là enjoy, rồi cũng là những cái để phục vụ cho bản thân mình và những cái mà mình đang được thỏa sức, thì lúc đấy mình không cần phải đi tìm cái sự cân bằng nữa. Lúc đó thì
lúc đó thì chị mới kiểu được unlock về mặt tư duy rằng là nếu mình coi những cái công việc của mình giống như việc hiện tại hai chị em mình đang đi làm hoặc là đang trao đổi ở đây hoặc là Tuấn Anh coach một ai đó, nhưng mà mình thực sự tận hưởng cái giờ phút đó thì đấy là những cái lúc mà mình đang sống rồi, cộng với những cái hoạt động mà Tuấn Anh đang làm, ví dụ thiền. Chị đã có nghe podcast để chia sẻ về các cái cách thiền, thậm chí là thiền khi mà lái xe đúng không, nó rất là lạ nhưng có thể sẽ phải luyện tập khá là lâu mình mới có thể đạt được những cái cách thức như vậy, thì nó là những cái bí kíp mà có thể mọi người nên thử để có một cái sự balance, không phải là cuộc sống và công việc, là balance trong cuộc sống của mình thôi. Thì em thấy cái quan điểm này thế nào? Em đồng ý với thầy ở cái quan điểm đó, nhưng mà thật ra là em nghĩ là mình nên mở rộng cái góc nhìn ra một chút. Thật ra ở đây có một cái câu chuyện mọi người thường hay nói là đúng là mình phải đam mê cái công việc đó, mình phải xem cái công việc đấy như là một phần trong cuộc sống của mình, thì cái đấy là đúng. Nhưng mà thật ra cũng không phải là ai cũng có được cái may mắn để mà lựa chọn và được làm cái công việc mà thực sự họ đam mê. Tại vì sẽ có những người mà các bạn đang vì một cái lý do nào đó, hoàn cảnh gia đình hay là hoàn cảnh cuộc sống chưa có cho phép, thì các bạn vẫn phải đang chấp nhận làm một cái công việc mà nó đem lại tài chính cho mọi người. Nhưng mà thực sự các bạn không không quá mê với cái công việc đó chẳng hạn, thì lúc đó thì cũng không thể nào mà đòi hỏi các bạn rằng là các bạn phải coi cái công việc của các bạn là một cái gì đấy các bạn rất là đam mê nó, các bạn rất là yêu quý nó. Thì lúc đó chỉ có cái là mình sẽ mở rộng ra, ở đây là mình nói rằng là công việc là một cái, nhưng mà cuộc sống cá nhân của mọi người nó cũng là một cái rất là quan trọng. Thì khi nào mà các bạn coi rằng là cuộc sống cá nhân của mình, bản thân mình nó cũng quan trọng, thì lúc đó các bạn sẽ dành thời gian, các bạn bỏ thêm thời gian, các bạn dành thời gian cho cuộc sống cá nhân của mình. Mình lấy một cái ví dụ rất là đơn giản thôi. Mọi người thường rất là dễ hủy một cái cuộc hẹn với bản thân, ví dụ như hủy một cái buổi đi tập gym, hủy một cái buổi ăn uống gì đó với bạn bè để mọi người làm việc. Nhưng mà mọi người có dễ dàng mọi người hủy một cái cuộc họp với người khác hay không, trong công việc hay không? Tại vì mọi người nghĩ rằng là công việc quan trọng không hủy được. Vậy thì bản thân mình khi mình hủy những cái cuộc hẹn với mình như vậy thì có nghĩa là bản thân mình không quan trọng hay sao? Thì đó, tức là khi mọi người xem rằng bản thân mình quan trọng, thì lúc mà mọi người lên lịch hàng tuần hàng tháng, là trong cái lịch đó nó cũng phải có cái lịch cho bản thân mình ăn gì hay mình tập gì, mình dành thời gian cho ai, thì như vậy nó mới dần dần nó tạo ra một cái chữ gọi là cân bằng. Thì thật ra em cũng đồng ý một cái câu là cân bằng cũng không phải là 50-50. Có những người họ làm việc 90%, 10% thời gian họ dành thời gian cho bản thân, nó cũng là cân bằng rồi. Thì cân bằng nó không có một cái định nghĩa nào chung cho tất cả mọi người đâu. Cân bằng ở đây là bản thân mình tự cảm thấy ổn với những cái lựa chọn của mình trong cuộc sống, thì nó là cân bằng. Vậy thì hôm nay chúng ta có thêm một định nghĩa mới của một người làm freelancer, đối với chị là rất thành công mà về mặt cân bằng, thì có thể chúng ta sẽ áp dụng một cái tư duy này để thử xem sao, tức là cái cuộc sống của mình, cái công việc của mình nó có ổn hay không, và quan trọng nhất là mình cảm thấy hài lòng với những cái gì mà mình đang diễn ra xung quanh mình. Đối với chị thì trong góc nhìn của chị nhá, thì Tuấn Anh là một người vừa đa nhiệm vừa chuyên sâu. Đa nhiệm thì là ở chỗ là Tuấn Anh xuất hiện ở trên rất nhiều nền tảng, có thể với vai trò là người tư vấn hướng nghiệp là phần chủ yếu, rồi các phần khác là content creator ở các cái nền tảng như TikTok này, đặc biệt là blog nhé, rồi podcast mà chị cũng đã theo dõi. Ngoài ra còn là thỉnh giảng của một số trường đại học cao đẳng, nhiều hơn là các vấn đề về tư vấn hướng nghiệp, các kỹ năng, rồi là trong hiệp hội tư vấn nghề hướng nghiệp của châu Á Thái Bình Dương, và rất nhiều các cái vai trò khác nhau. Thế còn chuyên sâu ở chỗ là các cái nội dung mà em chia sẻ thì nó phần nhiều nó thuộc về tư vấn nghề nghiệp, hướng nghiệp, và các cái nội dung khác nó có liên kết chặt chẽ với nhau. Thế thì làm thế nào để mà em có thể tạo ra cái hình ảnh cũng như là cái thực chất về bản thân công việc của mình nó có cả sự đa nhiệm mà rất ít người có thể làm được, và cả một sự chuyên sâu nhất định, bởi vì chị là một người tương đối là kỹ ở những cái nội dung mà chị đọc. Khi mà chị đọc thì chị biết rằng là những cái nội dung đó nó đã được trải nghiệm ở đâu, nó đã là những trải nghiệm thực tế mà mình đã gặp nha, chứ không phải đọc được từ đâu, mà chị hiểu được cái sự trải nghiệm sâu của Tuấn Anh. Và Tuấn Anh có cái phải đánh đổi cái điều gì để mình vừa có cái sự đa nghiệm mà vừa có sự chuyên sâu thì không? Câu hỏi khá là hay đấy, thật ra khá là khó để trả lời câu hỏi này. Em nghĩ là cái
Cái đầu tiên chắc là cái chữ đánh đổi trước đi. Thật ra em là người thích khá là nhiều thứ và em tự ở trong hướng nghiệp, trong hướng nghiệp tụi em làm thì nó có một cái thuật ngữ gọi là người thích nhiều thứ, thích đủ thứ, tức là những cái người mà có thể làm được nhiều việc khác nhau trong cùng một cái hệ thống công việc. Ví dụ như thật ra em có thể viết lách, em có thể thiết kế, nếu bảo em làm sale thì em cũng làm được, thì làm sale được, nếu bảo em làm kế toán tính toán em cũng làm được, tức là những cái công việc thì thật ra mình có thể làm được nhiều các cái công việc khác nhau như vậy. Và với những cái người mà khi mà làm được nhiều công việc khác nhau như vậy thì thường dễ gặp một cái vấn đề, đấy là hay so sánh với lại người khác. Tại vì mình sẽ thấy là ở người ta, nếu mà người ta tập trung đi vào một cái mảng nào đó làm chuyên sâu như thế thôi thì bây giờ người ta đã rất là phát triển, rất là thành công rồi, còn mình thì mình cứ làm mỗi thứ một chút có vẻ nó không thành công lắm. Nói một cách thẳng thẳng thắn, ví dụ như là với em chẳng hạn, em nhìn vào mình cũng có thể mình tự gọi mình là một content creator đi, nhưng mà mình khi mình nhìn lên trên mạng mình thấy tại sao có những bạn bạn ấy content có cả triệu người follow chẳng hạn, hay bạn ấy kiếm được rất là nhiều tiền từ content của các bạn ấy đi rất là sâu vào cái nội dung đó, thì mình lại không làm được cái việc như vậy thì dễ bị cái so sánh như thế. Nhưng mà khi mà mình so sánh xong mà mình nhìn rộng ra thì hoặc mình có cơ hội mình gặp gỡ nhiều người á, thì thật ra nhiều người lại có cái so sánh ngược lại, nhiều người lại nói rằng là ước gì được như Tuấn Anh, ước gì được làm nhiều thứ giống như Tuấn Anh, ước gì được làm tư vấn, được làm giảng dạy, được làm viết lách, vân vân. Thì lúc đấy mới nhận ra là à, thật ra nó chẳng có đúng hay sai cả, nó là tùy cái lựa chọn của mỗi người. Khi mà mình đi chuyên sâu thì mình sẽ đạt được những cái điều như thế này, khi mà mình đi về sự đa dạng thì mình sẽ đạt được những cái điều như vậy. Thì đấy là cái đầu tiên về mặt tâm lý mà mình sẽ phải giải quyết được, mình đừng có kỳ vọng về một cái kết quả giống như người khác khi mà người ta đi theo cái con đường của mình, người ta đi con đường khác với con đường của mình, thì mình phải xem con đường mình đi là cái gì và với con đường đó thì nó có thể đạt được cái gì và không đạt được những cái gì. Còn thật ra đi vào câu chuyện chuyên môn nhé, thì thật ra nói về mình gọi là đa nhiệm đa dạng ở đây, nhưng mà thật ra nếu mọi người để ý kỹ thì những cái nội dung của mình nó chỉ đa dạng về mặt nền tảng thôi. Còn thực ra mình vẫn tập trung vào hai cái nội dung chính là mình làm về hướng nghiệp và mình làm một chút về phát triển bản thân. Tức là những cái gì mình chia sẻ nó vẫn xoay quanh câu chuyện về hướng nghiệp thôi, nhưng mà mình chia sẻ trên nhiều nền tảng. Mình chia sẻ trên podcast như là đang ngồi với chị Trang ở đây, mình làm TikTok, mình làm blog, vân vân. Thì thật ra đây là câu chuyện về mặt kỹ thuật. Ở đây các bạn biết rằng là thật ra có rất nhiều người chúng ta tiêu thụ nội dung trên các nền tảng khác nhau. Có người thích nghe, có người thích xem, có người thích đọc. Nên là nếu mà các bạn muốn tiếp cận được với nhiều người thì các bạn phải chịu khó làm đa dạng cái nền tảng ra. Mà thật ra là với một cái nội dung mà các bạn sản xuất ra được thì nếu mà các bạn khéo, các bạn hoàn toàn có thể làm được nhiều nền tảng. Khi các bạn viết ra một bài, các bạn có thể từ cái bài viết đó các bạn chuyển sang làm podcast. Từ cái bài viết đó các bạn có thể làm thành một cái số YouTube được. Quan trọng là tùy vào kỹ năng và thời gian của mọi người. Đấy là cái sự đa dạng về nền tảng, về mặt kỹ thuật. Thế còn câu chuyện chuyên sâu ở đây là như thế nào? Thì mình nghĩ rằng mình sẽ đổi cái chữ chuyên sâu á, thành một cái chữ trong một thuật ngữ trong marketing, nó có một cái chữ tiếng Anh là unique selling point, tức là cái điểm đặc biệt của các bạn ở đâu. Thì cái này rất là quan trọng trong nghề freelance, tại vì bây giờ đặc biệt là các bạn làm những công việc freelance mà nó rất là nhiều người đang làm nữa. Mình lấy ví dụ các bạn làm freelance về viết lách đi, bây giờ có hàng trăm, hàng ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người đang làm công việc freelance về viết lách. Thì nếu mà mình chỉ gọi đơn giản mình là người freelance về viết lách thì mình không có cái gì đặc biệt cả. Thì bây giờ các bạn phải chọn được một cái ngách nào đó đủ để người ta nhớ về các bạn. Thì ví dụ người ta thường tìm tới Tuấn Anh vì mình hay viết về hướng nghiệp, mình có cái chuyên môn, mình có cái trải nghiệm về hướng nghiệp đó. Nên thường ví dụ như các trường đại học chẳng hạn, họ cần viết những cái bài hướng nghiệp cho học sinh sinh viên hay cho phụ huynh, họ tìm tới mình để mình viết những cái nội dung đó. Hay các doanh nghiệp chẳng hạn, họ làm những cái nội dung về hướng nghiệp họ tìm tới mình, hay là chị Trang hôm nay chị muốn làm về hướng nghiệp và freelance thì chị Trang sẽ tìm tới mình vì mình có chuyên môn trong cái đó. Nhưng mà ngoài kia sẽ có những người họ viết lách về những chủ đề khác hay hơn mình, ví dụ họ viết về du lịch, họ viết về review phim, họ viết về một cái phê bình văn học cái gì đó, tùy tùy theo từng chủ đề. Thì nếu một thời điểm đó, ví dụ như một ngày nào đó chị Trang sẽ muốn làm về viết lách về nhân sự chẳng hạn, thì lúc đó chắc chắn là chị Trang sẽ không có tìm tới mình, chị Trang sẽ phải tìm tới một cái anh chị nào đó mà có chuyên môn sâu hơn về chủ đề nhân sự đó. Thì nó sẽ quay lại câu chuyện đó. Chuyên sâu ở đây là trong cái lĩnh vực các bạn làm, các bạn phải suy nghĩ được một cái ngách, cái ngách đó làm sao nó càng đủ nhỏ và nó càng khác biệt thì các bạn sẽ dễ dàng, các bạn đi nhanh hơn trong cái thị trường hiện nay. Đấy là cái sẽ rất là quan trọng
về cái câu chuyện về đa nhiệm và đa dạng về nền tảng ha. Chuyên sâu là một cái thị trường ngách trong cái lĩnh vực mà các bạn đang làm. Ok, chị đồng ý, bởi vì khi mà Tuấn Anh nói đến thì chị nhớ đến trong cuốn sách Định vị bản thân ấy có nhắc đến cái việc là mọi người có thể viết về du lịch rồi ẩm thực rồi các thứ khác, mình có thể bán giày đúng không, mình viết về giày, và nếu mà mình yêu thích được một cái gì đó đấy cũng là một cái động lực khi mà chị làm nhiều các cái nội dung hơn về nhân sự cũng như là về những công việc xung quanh chị, bởi vì chị nghĩ rằng là nó có thể không quá xuất sắc nhưng đó là những cái trải nghiệm của mình, nó cũng là USP của mình. Okay. Thế còn có bao giờ Tuấn Anh làm mà bị làm nội dung rồi nó bị bí ý tưởng hoặc là cảm thấy nó chán chán tụt mút mà không không muốn làm không? Mà nó có xuất hiện nhiều không? Thực ra khi mà em đi làm em chia sẻ với các bạn thì các bạn cũng hay hỏi câu này, các bạn hỏi làm thế nào mà anh lúc nào cũng nhiều động lực như thế, lúc nào anh cũng nhiều ý tưởng như thế. Thật ra mình cũng hay nói thẳng với mọi người là mình không phải lúc nào mình cũng nhiều động lực như thế, không phải lúc nào nhiều ý tưởng như vậy. Thật ra dù các bạn làm tự do hay là các bạn làm doanh nghiệp thì chắc chắn là sẽ có những ngày các bạn đau mút, có những ngày các bạn làm việc rất là hừng hực, nhưng mà có những ngày các bạn sẽ không có động lực để làm việc. Cái này là chuyện bình thường, tại vì nó thuộc về cảm xúc của con người mình. Con người mình thì cảm xúc thì sẽ có lúc lên lúc xuống, là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng mà mình có thể giảm được cái phần đó, mình có thể giảm được cái phần stress đó, và mình có thể tự đoán được chuyện đó. Thì một số những cái việc mà mình có thể thường làm, ví dụ như một vài các cái giải pháp cho mọi người nhé. Cái đầu tiên đó, là mọi người nên có một cái lịch trình làm việc, sinh hoạt nó khoa học, và khi mà nó đủ khoa học, nó lặp lại hàng ngày cái lịch trình đó. Nghe thì nó có vẻ hơi chán, nhưng mà chính cái việc lặp lại hàng ngày như vậy nó giúp cho mọi người có thể đoán được cái thời điểm nào là mọi người dễ làm việc tốt. Ví dụ như với mình là mình thấy rằng là mình làm việc tốt nhất vào khoảng 9 giờ tới 9 giờ sáng, 11 giờ sáng là cái thời gian mình làm việc tốt nhất, thì mình sẽ dành những cái thời gian mà viết lách hay là cần gì đó sáng tạo mình làm vào lúc đó. Còn mình thấy rằng là thường cái thời gian mà không biết ở đây các bạn làm văn phòng các bạn có bị không, là thời gian mà ăn trưa xong rồi ngủ trưa dậy, nói chung là khoảng 1 giờ chiều ấy, là cái thời gian sẽ rất là buồn ngủ, không có động lực làm cái gì hết. Thì đây là cái thời gian mà các bạn có thể làm các cái công việc khác, nó ít phải suy nghĩ hơn. Thì tức là khi các bạn xây dựng cho mình một cái lịch trình khoa học như vậy, các bạn sẽ dự đoán được cái thời điểm nào mình làm việc tốt, thời điểm nào mình ít năng lượng thì mình sắp xếp công việc cho nó phù hợp. Cái thứ hai á, là cái thói quen về dinh dưỡng và thói quen về chăm sóc sức khỏe tinh thần của mọi người nó cũng rất là quan trọng. Tại vì các bạn phải hiểu rằng á, mình stress, ok, đúng là vì công việc một phần, nhưng mà nó có thể tới từ cái việc là sức khỏe của mình không tốt, tâm lý của mình không tốt. Thì nếu mà các bạn có cái lịch trình về việc ăn uống, tập thực hành thiền hoặc là chăm sóc sức khỏe tâm lý, thể lý của mình tốt, thì mình sẽ ít bị mệt hơn, mình có nhiều năng lượng hơn. Cái thứ ba á, cái này thì dành cho các bạn làm về công việc về content. Thì thật ra là các bạn, nếu mà các bạn có để ý rằng là mình sẽ hay có những cái ý tưởng bất chợt xuất hiện vào những cái lúc mình không có ngờ tới, ví dụ như lúc mình đi xe, hay lúc mình đi tắm, hay lúc mình chuẩn bị đi ngủ chẳng hạn, thì các bạn nên tập một cái thói quen là khi nào ý tưởng tới các bạn nên record nó lại, các bạn ghi nó lại ở cái chỗ nào đó. Hoặc là nếu mà đang đi xe bận quá thì các bạn dừng lại, các bạn mở điện thoại, các bạn record ghi âm nó lại, về nhà mình nghe lại. Thì sau này khi mà, tại vì hàng ngày trong ngày á, nó sẽ có nhiều lúc nó có ý tưởng như vậy, thì mình ghi nó lại đi, xong rồi đến cuối ngày hay một lúc nào đó mình rảnh mình mở ra mình xem cái ý tưởng đó, mình sắp xếp nó lại xem nó có thể làm được cái gì hay không. Thì đây là một cái mà mình phải luyện tập dành cho cái nghề mà làm về content. Một cái nữa, cái này có thể là bạn nào mà tìm hiểu về thói quen làm việc thì các bạn có thể nghe một cái khái niệm tên là deep work, tức là làm việc sâu. Làm việc sâu tức là khi mà các bạn ngồi làm việc và các bạn quên hết mọi thứ xung quanh, gọi là mình đạt được một cái flow, dòng chảy về công việc. Thì trong khoảng 2-3 tiếng hoặc thậm chí các bạn ngồi làm việc cả ngày các bạn cảm thấy không có mệt, thì cái này nó cần phải có cái sự thực hành, cần có cái sự tập luyện, xem là cái thời gian nào, không gian ngồi chỗ nào thì mình sẽ làm việc rất là tập trung như vậy. Ví dụ với mình thì chẳng hạn, mình có một cái thói quen nó hơi khác với mọi người là mình làm việc ở các quán cà phê rất là tốt. Các quán cà phê mà càng ổn thì mình làm việc càng tốt, và những người thì mọi người sẽ phải yên tĩnh cho mình. Thế là nên là thật ra rất là vui cái cuốn sách mà chị Trang đọc ạ, cái cuốn mà định vị bản thân ạ, nó được viết ra khi mà mình ngồi ở Aeon. Aeon là một cái nơi rất là ổn, mình ngồi ở đó mình rất là tập trung trong lúc mọi người đang mua sắm này kia, thì mình viết ra cái cuốn sách đó. Thì đó tức là mình đạt được cái deep work ở trong cái phần công việc như vậy. Và cái cuối cùng ấy, là cái này thì sẽ liên quan nhiều hơn đến công việc viết,
mà mình đang làm, bạn nào theo đuổi công việc viết là các bạn phải luyện được cái việc viết mỗi ngày. Sẽ có những ngày các bạn viết hay, sẽ có những ngày các bạn viết dở, nhưng mà cái việc các bạn luyện viết mỗi ngày nó thành cái thói quen, để đến cái ngày đó giờ đó các bạn sẽ có chữ trong đầu các bạn tuôn ra, thì trong cái đống chữ đó nó sẽ có những cái chữ hay, những cái chữ không hay, nhưng mà ít nhất nó thành cái thói quen cho mọi người. Thì khi mà nó thành thói quen là mọi người sẽ không bị, không phải bỏ nhiều năng lượng ra để bắt đầu cái việc đó. Mình nói một cái ví dụ rất là đơn giản, thói quen hàng ngày của chúng ta là đánh răng chẳng hạn, ăn xong là phải đánh răng, trước khi đi ngủ phải đánh răng, thì đâu phải mình đâu phải suy nghĩ về việc là mình có nên cố gắng dậy để đánh răng hay không đâu, tại vì nó thành cái thói quen của mình rồi. Thì làm sao để mà cái viết lách của các bạn nó cũng phải thành cái thói quen như vậy, mỗi ngày viết vài trang giống như là việc các bạn đánh răng, thì nó sẽ giúp cho các bạn có được thêm ý tưởng, vượt qua được cái sự bí ý tưởng khi mà mình cần. Đó cũng chính là những cái lưu ý cho những người làm freelancer nói chung, chứ không chỉ là làm nghề mà nghề viết đúng không? Có một cái sự có cái sự sắp xếp rồi rèn luyện những cái thói quen về deep work rồi thói quen take note những cái ý tưởng của mình. Ok, thế còn là Tuấn Anh có nhận thấy những cái dấu hiệu nào nó là điểm sáng cho freelancer trong cái thời điểm hiện tại không? Chắc là dấu hiệu dễ nhất là mọi người đang coi podcast này là một cái dấu hiệu điểm sáng, tại vì chắc chắn là mọi người đang quan tâm đến công việc này thì chắc chắn là mọi người mới đang coi cái podcast này, và mọi người cũng có thể dễ dàng nhận thấy là ngoài cái podcast mà mình và chị Trang đang ngồi ở đây, chắc chắn còn rất nhiều các cái số podcast khác cũng đang nói về chủ đề này, thì điều đấy nó đang thể hiện rằng là thị trường đang quan tâm nhiều hơn tới công việc này, và càng ngày càng nhiều người hơn nói về công việc này, báo chí nói nhiều hơn về công việc này. Mà nếu các bạn có cơ hội, các bạn lên các cái trang tuyển dụng Top CV, Việt Nam Work, Career Builder hay là các trang khác, thì mọi người cũng thấy nó bắt đầu có dần dần xuất hiện nhiều hơn các cái công việc nó theo cái hình thức gọi là hybrid, làm việc online tại nhà, hoặc là làm việc tại công ty một phần thời gian, hoặc là hoàn toàn làm remote, tức là làm hoàn toàn các bạn làm từ xa luôn. Thì bắt đầu các bạn thấy xuất hiện nhiều những cái công việc như vậy hơn. Một phần là sau Covid thì các công ty họ cũng linh hoạt hơn về cái thời gian làm việc. Và một cái rất là dễ nhìn là nếu các bạn để ý thì dần dần càng ngày càng nhiều người xung quanh chúng ta manh nha về ý định là sẽ rời khỏi nơi công sở để mà làm freelance. Các bạn sẽ thấy dần dần có càng nhiều người nói về cái việc đó hơn. Thì mình nghĩ rằng đấy là một cái có thể gọi là điểm sáng của ngành. Khi mà nhiều người quan tâm hơn tới ngành này thì chắc chắn là sẽ có nhiều cơ hội việc làm hơn, cũng như là có nhiều các cái nội dung chia sẻ về cái này giúp cho mọi người làm cái công việc này nó tốt hơn. Và hơn nữa là hiện tại tất cả các nền tảng rồi những cái trang social media đang rất là hỗ trợ cho những người làm sáng tạo hoặc là làm freelancer để họ có thể chào bán những cái sản phẩm và giá trị của họ ở bên ngoài đúng không? Chứ như ngày trước chị nghĩ là nếu mà những cái thời gian mà Tuấn Anh bắt đầu làm về hướng nghiệp chẳng hạn, một là nó quá mới đi và thứ hai là nó cũng hơi chưa dễ để tiếp cận. Thì bây giờ bằng những short video hoặc là những cái nền tảng mà hỗ trợ mà mình sẽ đi bằng đường blog. Đấy cũng là chị thấy đó cũng là những cái hỗ trợ rất tốt ở cái thời điểm hiện tại, nhưng chúng ta cũng đừng quên là sự cạnh tranh rất là lớn và phải có unique selling point này, liên tục update này, có kỷ luật này, có những cái thói quen để rèn luyện để record được những cái idea của mình liên tục. Và chị nghĩ là có thể chúng ta cũng đừng quên nhắc đến cái sự uy tín trong khi làm việc làm freelancer đúng không? Chính xác. Ok, khá là nhiều những cái nội dung mà chị em mình chia sẻ. Thế thì để nói những cái hay, những cái mà hào hứng khiến cho mọi người có nhiều động lực để làm thì mình cũng đã nói rồi. Nhưng mà sự thật thì thường thuốc đắng thì thường là nhiều người không thích, nhưng mà mình cũng phải nói đến việc là ai thì sẽ không nên làm freelancer hoặc là ai thì cũng có thể hãy cân nhắc thật kỹ khi mà mình muốn làm freelancer, kể cả part time và full time theo Tuấn Anh. Đúng là đúng đúng chính xác là thật ra nhìn vào công việc freelance thì rất là hấp dẫn, nhưng mà sẽ có người hợp có người không, thì mọi người cứ coi là thật ra freelance nó cũng là một dạng công việc giống như các công việc khác, marketing, kế toán, tài chính, vân vân, thì sẽ có những người hợp công việc đó, có những người không hợp. Thì thật ra ngay từ đầu đến giờ mọi người sẽ thấy là mình nói về cái câu chuyện về kỷ luật bản thân ấy, và làm việc độc lập khá là nhiều, tại vì thật ra thì làm freelance thì các bạn sẽ phải làm việc một mình, các bạn phải tự thúc đẩy bản thân mình, các bạn phải tự xây ra lịch trình, tự lên kế hoạch làm việc cho mình. Thì nếu mà các bạn là một cái người mà các bạn không làm được cái việc đó
các bạn thấy rằng mình ít có cái sự kỷ luật bản thân như vậy, mình ít cái tính độc lập như thế, thì hãy cân nhắc trước khi mà làm freelance. Cái thứ hai á, là các bạn thích cái sự ổn định lương tháng chẳng hạn, đúng không? Các bạn thích hàng tháng nhận được một khoản lương, các bạn thích những cái khoản bonus, thích các cái phần thưởng từ doanh nghiệp, các bạn thích được người hướng dẫn, có sếp, có mentor trong công ty hướng dẫn, thì cũng cân nhắc trước khi làm freelance. Tại vì làm freelance thì các bạn không có được những thứ như vậy. Có thể có nhưng mà các bạn phải dành nhiều thời gian để tìm hiểu hơn. Không được dễ để có những thứ như vậy trong doanh nghiệp. Và cái thứ ba, như mình nói, nó vẫn quay lại cái bản chất công việc ấy. Freelance nó sẽ bền vững khi cái đó là cái thứ các bạn thích, và khi đó là cái thứ mà các bạn có kỹ năng với nó. Còn nếu các bạn thấy rằng là ồ, những người đang viết ngoài kia kiếm được nhiều tiền quá, những người đang làm thiết kế ngoài kia kiếm nhiều tiền quá, trong khi các bạn hoàn toàn các bạn không có thích viết, các bạn không có thích thiết kế chẳng hạn, thì mình nghĩ rằng các bạn học, các bạn làm, các bạn vẫn làm được. Cái gì mình học mình cũng làm được hết. Nhưng mà mình có đi lâu dài về nó được hay không, mình có trở thành một cái người gọi là khác biệt trong cả một cái thị trường ở cái lĩnh vực đó hay không, thì khó nếu mà thực sự các bạn không có đam mê với cái điều đó. Và cái cuối cùng ấy là, nếu mà các bạn chưa có cho mình một cái khoản tiền tiết kiệm thì cân nhắc trước khi các bạn chuyển sang làm freelance. Thì như mình nói một cách thẳng thắn là các bạn làm freelance thì tùy theo cái năng lực, tùy theo cái mạng lưới quan hệ của các bạn, mà hoàn toàn là có thể những tháng đầu tiên, thậm chí là nửa năm đầu tiên, các bạn hoàn toàn rất ít thu nhập, các bạn không có đủ cái thu nhập tài chính như thế, thì lúc đó các bạn lấy đâu cái tiền để các bạn chi tiêu, các bạn sinh hoạt, các bạn chi trả cho cuộc sống của mình, thì các bạn phải có một cái khoản tiết kiệm như vậy. Nên là cũng phải cân nhắc rất là kỹ về vấn đề tài chính trước khi mà mọi người quyết định chuyển sang làm công việc freelance. Khá là nhiều những cái lưu ý, và mình xem là liệu mình cái chân dung đó nó có phải thuộc về mình hay không, và nếu mà mình vẫn có mong muốn để trở thành freelancer thì liệu mà mình có thay đổi bản thân mình đủ để có thể bắt đầu bước vào freelancer một cách an toàn và vừa có ích lại vừa có giá trị hay không. Cảm ơn Tuấn Anh rất nhiều về những nội dung hôm nay Tuấn Anh đã chia sẻ. Để kết thúc lại cái tập podcast này về freelancer thì Tuấn Anh có điều gì muốn nhắn nhủ đến các bạn hay không? Và chị chắc hẳn rằng có thể trong vài chục phút mình trao đổi ấy, thì sẽ chưa có thể nói hết được những cái gì mình mong muốn để truyền tải đến. Nhưng chị tin rằng những cái nội dung chi tiết hơn thì Tuấn Anh sẽ có đề cập đến trong cuốn sách Freelancer Muốn Tự Lo Phải Tự Lo, đúng không? Nên mọi người có thể đón đọc thêm cuốn sách của Tuấn Anh đã phát hành rồi để có thể hiểu thêm về freelancer. Thì Tuấn Anh có điều gì nhắn nhủ thêm với mọi người không? Đầu tiên thì cảm ơn chị Trang rất là nhiều, và cảm ơn mọi người đã nghe podcast cho đến thời điểm này, nghe mình và chị Trang trò chuyện cho đến thời điểm này. Thì hy vọng là những cái gì mà mình và chị Trang cung cấp nó có thể có thêm góc nhìn cho mọi người. Thì cũng như chị Trang nói đó, thật ra đây là một cái lĩnh vực nó rất là rộng, mình và chị Trang trong vài chục phút cũng không thể nào mà nói hết được toàn bộ thông tin cho mọi người. Mình thì khi mà mình làm nội dung thì mình luôn khuyến khích mọi người á. Một cái mà mình rất là thích ở bên Phật giáo, nó có một cái chữ là văn tu tư, tức là đầu tiên là văn là sao, văn là các bạn nghe, các bạn suy nghĩ, các bạn học, các bạn lấy những cái nội dung từ đây thì nó mới chỉ dừng lại các bạn tiếp nhận thông tin thôi. Nhưng mà cái thông tin đó nó có ích hay không ấy, thì các bạn phải mang ra ngoài, các bạn thực hành, các bạn thử, các bạn trải nghiệm với nó, và có thể các bạn thử nó có ích ngay lập tức với các bạn hoặc không, thì dù có ích hay không có ích thì sau đó các bạn mới quay lại, các bạn phản chiếu, các bạn suy nghĩ, các bạn suy ngẫm xem mình có thể điều chỉnh như thế nào dựa trên những cái thông tin đó. Thì cái này nó cũng sẽ áp dụng vào cái chương trình podcast ở đây thôi. Những cái thông tin mà mình và chị Trang đưa ra nó cũng chỉ đang là các cái thông tin trên bề mặt, cũng như là các cái thông tin cá nhân của mình và chị Trang. Thì mọi người có thể nghe, mọi người về, mọi người thử suy nghĩ, áp dụng và thử trải nghiệm trước. Sau đó thì mình xem là cái nào nó hợp với mình, cái nào nó không hợp với mình. Và mình tiếp tục thì mình dành thời gian mình tìm hiểu thêm ở các cái kênh thông tin khác, các cái nguồn tài liệu khác nữa. Trong xuyên suốt cái tập podcast ngày hôm nay, dù chúng ta không nhắc đến cái chữ bản thân nhưng bản thân lại là một điều rất là quan trọng, và chị tin rằng với rất nhiều năm kinh nghiệm, hơn 8 năm làm, và theo chị được biết có thể update thêm nó là hơn 200 giờ làm tư vấn một một của Tuấn Anh, thì cái việc mà mình đặt bản thân mình hiểu bản thân mình và giống như là tu xong rồi tư để tìm cái nào nó là phù hợp nhất
với mình nó là điều quan trọng nhất. Và podcast này có thể là một gợi ý, và rất mong các bạn có thể tham khảo được những cái ý hay từ podcast này, từ cái buổi chia sẻ của The Workaholic cùng với Tuấn Anh. Cảm ơn Tuấn Anh rất là nhiều một lần nữa đã dành thời gian tham gia và chia sẻ rất nhiều góc nhìn thực tế về freelancer với podcast The Workaholic. Và chúc Tuấn Anh có thêm nhiều đam mê, có thêm nhiều ý tưởng và có thêm nhiều những cái giá trị mà mình đóng góp cho xã hội cũng như những cá nhân cụ thể mà Tuấn Anh tham gia hỗ trợ trong cái con đường làm hướng nghiệp chuyên nghiệp của mình. Và rất mong cũng như là chờ đón những cái nội dung tiếp theo của Tuấn Anh tại các kênh và các nền tảng như là TikTok này, podcast này, Tuấn Anh Lê blog này. Và không 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 chỉ mong là mình chỉ có 5 cuốn sách, mà mình mong là sẽ có thêm rất nhiều nữa, là những cuốn sách xuất hiện ở những nơi, bất kể là nơi nào, nhưng chúng ta có sự đi quốc và chúng ta sẽ có những cái cuốn sách mới từ Tuấn Anh. Cảm ơn Tuấn Anh, cảm ơn Tuấn Anh rất nhiều, và cảm ơn các bạn thính giả của The Workaholic đã nghe đến giờ phút hiện tại. Hy vọng các bạn có thể nhận được giá trị và chia sẻ đến những người cần thiết. Cảm ơn các bạn. Hãy click vào chuông theo dõi để không bỏ lỡ các podcast vào mỗi thứ năm hàng tuần. Mình mong rằng bạn có thể chia sẻ podcast này đến với nhiều người hơn, biết đâu xung quanh có người cần. Cảm ơn bạn vì đã đồng hành cùng The Workaholic Podcast.